Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. VFF chính thức công bố huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Bóng đá Việt Nam bắt đầu gây lại niềm tin từ huấn luyện viên Kim Sang-sik. Vừa tới Việt Nam, Kim Sang-sik tìm ngay đến V-League. VFF chính thức công bố huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Trưa ngày 3 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chính thức công bố danh đích tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, đó là ông Kim Sang-sik. Ra mắt trận đấu gặp Philippines ngày 6 tháng 6 tại sân Mỹ Đình, cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đã khép lại sau khi người kế nhiệm của huấn luyện viên Chu-xie được xác định, đó chính là ông Kim Sang-sik. Nhà cầm quân 48 tuổi sẽ trở thành huấn luyện viên Hàn Quốc thứ hai dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau huấn luyện viên Park Hang-seo, người vốn đã rất thành công trong 5 năm nắm quyền với đầy đủ các danh hiệu từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến U23. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đồng thời cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam theo bản hợp đồng có thời hạn là 2 năm với mức lương chưa được tiết lộ. Theo nhiều dự đoán thì ông Kim nhận khoảng 50.000 đến 60.000 đô một tháng bằng với huấn luyện viên Park Hang-seo hay ông Chu-xie trước đây. Trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik diễn ra vào ngày 6 tháng 6 tới khi mà đội tuyển Việt Nam so tài với Philippines ở vòng loại World Cup 2026. Ông sẽ bắt đầu công việc vào tháng 5 sau khi ký hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo. VFF chiêu mộ các trợ lý của ông để xây dựng ban huấn luyện và cho đội tuyển Việt Nam. Hiện ban huấn luyện cũ dưới thời ông Chu-xie đều đã rời đi, không được ký hợp đồng mới để tiếp tục công việc. Từng 12 năm khoác áo đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik là gương mặt quen thuộc trong làng bóng đá Hàn Quốc khi mà ông đã gặt hái thành công vang dội trên cả cương vị cầu thủ lẫn chiến lược gia. Ông Kim Sang-sik sinh năm 1976, bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tương đối muộn ở tuổi 23. Thế nhưng vẫn có tới 14 năm khoác áo những đội bóng đáng chú ý của Hàn Quốk như là Gyeongbok Hinamoto, Seongnam Chuma Iwares hay là Samu FC. Đỉnh cao của ông Kim Sang-sik đó là quãng thời gian thi đấu cho Gyeongbok khi mà cùng đội bóng nước này có đến 3 chức vô địch K-League và lọt vào tới chung kết AFC Champions League 2011. Bên cạnh 378 trận ở K-League, ông Kim Sang-sik còn có đến 12 năm khoác áo đội tuyển Hàn Quốk với 59 lần ra sân, một lần tham dự vòng chung kết World Cup 2006. Ông Kim Sang-sik được đánh giá như là mẫu cầu thủ rắn giỏi, có lối chơi chắc chắn và đơn giản. Tinh thần này được Kim Sang-sik truyền tải trọn vẹn khi ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với vai trò trợ lý tại câu lạc bộ Gyeongbok, sau đó tiếp quản băng ghế chỉ đạo vào năm 2021. Bên cạnh chức vô địch K-League 2021 và Cúp FA Hàn Quốc 2022, dấu ấn của Kim Sang-sik còn được thể hiện ở phương pháp quản trị con người, đưa đội tuyển Việt Nam trở lại với top 100. Nhà báo Hong Jae-min, nguyên tổng biên tập tạp chí 442 Hàn Quốc chia sẻ, huấn luyện viên Kim Sang-sik có một khả năng kết nối rất tốt với các cầu thủ, mà như chúng tôi gọi là thủ lĩnh huynh đệ. Anh ấy giống như là người anh lớn của các cầu thủ, chưa bàn đến chiến thuật. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik như là người khích lệ tinh thần đội bóng rất tốt. Có thể nói là xây dựng một mối quan hệ tốt với các cầu thủ như là điểm mạnh của nhà cầm quân 48 tuổi này. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở thành chiến lược gia ngoại thứ 7 dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong 20 năm qua, sau những người tiền nhiệm mang tên Alfred Riedel, Henrique Galisto, Franco West, Tosia Miura, Park Hang-seo và Chu-xie. Trong đó thì huấn luyện viên tại vị lâu nhất là ông Park với 5 năm huấn luyện, còn huấn luyện viên trưởng có thời gian làm việc ngắn ngủi nhất là ông Chu-xie với tròn 1 năm ngồi ghế chỉ đạo. Mục tiêu trước mắt của huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đó là đưa đội tuyển Việt Nam trở lại với top 100 của FIFA, đạt thành tích cao tại AFF Cup 2024. Nếu như đội tuyển Việt Nam không vượt qua được vòng loại 2 World Cup 2026 thì ông Kim Sang-sik sẽ có nhiệm vụ phải vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 6 của năm 2025. Bóng đá Việt Nam bắt đầu gây lại niềm tin từ huấn luyện viên Kim Sang-sik. VFF đã công bố huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam đó là ông Kim Sang-sik. Lễ ra mắt sẽ diễn ra ngày 6 tháng 5. Tuy nhiên thì ngay từ thời điểm này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể nghĩ về một hành trình thành công cùng các chiến lược gia Hàn Quốc, giống với ông Park Hang-seo đã từng đạt được với bóng đá Việt Nam. Không dễ dàng đối với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sau những cuộc tuyển chọn, VFF thông báo thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đó là huấn luyện viên Kim Sang-sik. So với huấn luyện viên Chu-xie, lý lịch của ông Kim Sang-sik không được xếp vào hàng tầm cỡ thế giới khi mà ông chỉ thành công cùng câu lạc bộ Gyeongbok Hinamoto tại K-League.
Tuy nhiên, sau thất bại với huấn luyện viên người Pháp, VFF có vẻ không còn quan trọng chuyện lý lịch. Thay vào đó, họ tìm kiếm sự an toàn trong bối cảnh mà niềm tin của người hâm mộ Việt Nam xuống thấp. Theo nhận định của giới chuyên môn, có nhiều lý do để chọn huấn luyện viên Kim Sang-sik làm thuyền trưởng bóng đá Việt Nam. Cựu huấn luyện viên trưởng Jeonbok Hyundai-Moto là người có mối quan hệ mật thiết với huấn luyện viên Park Hang-seo. Nhiều người tin là ông sẽ có cách nhằm xây dựng chiến thuật, lối chơi phù hợp với các cầu thủ Việt Nam. Điều này rất khác với huấn luyện viên Chu Xie khi mà ông vẫn trung thành với lối chơi kiểm soát bóng không hiệu quả. Tiếp đến thì với những gì đã và đang diễn ra, có vẻ như là các huấn luyện viên người Hàn Quốc đang mang đến những thành công cho những nền bóng đá trung bình của châu lục. Thành công trước đây của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam và hiện tại là huấn luyện viên Shin Tae-yong cùng bóng đá Indonesia có thể được xem như là những chứng minh tiêu biểu. Tuy nhiên thì trong bóng đá hiện đại, yếu tố huấn luyện viên thôi là chưa đủ để mang đến sự thành công trong một nền bóng đá. Chúng ta đều biết là thành công của Thái Lan có nền tảng vững chắc từ hệ thống đào tạo và câu lạc bộ tại Thái Lĩnh. Tương tự, Indo thành công trong giai đoạn hiện nay là kết quả của một chặng đường bảo vệ quan điểm nhập tịch các cầu thủ chất lượng trên toàn thế giới của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Trước đó thì ông Park thành công cùng bóng đá Việt Nam khi mà ông may mắn có được một thế hệ tài năng đạt độ chín. Nói như vậy để có thể thấy là nếu như tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, nhiệm vụ của ông Kim Sang-sik sẽ không hề dễ dàng. Bóng đá Việt Nam thì đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Các cầu thủ dưới thời của huấn luyện viên Chu Xie không có nhiều cá nhân nổi bật. Ngoài ra, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng chưa hề có được kinh nghiệm huấn luyện một đội tuyển quốc gia và mới chỉ làm việc với câu lạc bộ Jeonbuk trong sự nghiệp cầm quân. Theo VFF, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ dẫn dắt đồng thời cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam theo bản hợp đồng có thời hạn là 2 năm với mức lương dự đoán khoảng 50.000 đến 60.000 đô một tháng. Trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 tới đây khi mà đội tuyển Việt Nam so tài với Philippines ở vòng loại World Cup 2026. Trước đó thì huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc bắt đầu công khai việc này vào tháng 5. VFF sẽ chiêu mộ các trợ lý của ông để xây dựng bản huấn luyện mới cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chờ vào kết quả trên sân cỏ. Sau thất bại của huấn luyện viên Chu Xie, có thể thấy là người hâm mộ không còn dành nhiều sự quan tâm cho câu chuyện ai là thuyền trưởng bóng đá Việt Nam. Có vẻ như điều mà hàng triệu con tim hâm mộ bóng đá Việt Nam hướng về đó là chờ đợi những kết quả trên sân cỏ. Ông Kim Sang-sik thì cũng rất cần điều này để mà vực dậy được niềm tin và kéo người hâm mộ về phía ông, nơi mà ông cũng bắt đầu một hành trình mới hứa hẹn nhiều gian nan. Nhiệm vụ đầu tiên đối với tân huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự hai lượt trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, lần lượt gặp đội Philippines trên sân nhà vào ngày 6 tháng 6 và gặp Iraq trên sân khách ngày 11 tháng 6. Bên cạnh đó, ông Kim Sang-sik sẽ cùng với đội tuyển Việt Nam rèn quân trong các dịp FIFA Day tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm nay để chuẩn bị tham dự giải vô địch Đông Nam Á Asian Cup Mitsubishi Electric Cup 2024. Tên gọi mới của AFCUP diễn ra từ 23 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12. Tiếp đó là vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 dự kiến khởi tranh từ tháng 3 năm 2025. Đối với đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam thì tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cũng sẽ được tạo điều kiện để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á 2026 dự kiến là diễn ra vào tháng 9 năm 2025 và tiếp đó là SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2025. Nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ quay trở lại phong cách của ông Park Hang-seo với sự chủ đạo trong lối chơi là biết mình biết ta. Tuy nhiên, nhiều người chờ đợi ông Kim Sang-sik sẽ nâng cấp bóng đá Việt Nam thành phiên bản mới, đó là hiện đại hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn. Hy vọng với năng lực cá nhân đã thừa nhận, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ nhanh chóng đưa vòng quay của các đội tuyển Việt Nam trở về với quỹ đạo của thành công. Chắc chắn, tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam cũng sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm từ thành công của ông Park Hang-seo hay những thất bại của huấn luyện viên Chu Xie để có thể tìm ra được công thức mang đến một chu kỳ thành công mới cho bóng đá Việt Nam. Vừa mới tới Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik tìm ngay đến với V-League. Tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam có mặt tại Hà Nội vào trưa ngày 5 tháng 5 và dự khán trận đấu thể công Viettel với Hoàng Anh Gia Lai thuộc vòng 16 của V-League 2023-2024 diễn ra vào tối cùng ngày. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam, đó là ông Kim Sang-sik, 48 tuổi, cựu tuyển thủ Hàn Quốc, cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Jeonbuk. Theo kế hoạch thì ông Kim sẽ cùng với trợ lý Hàn Quốc có mặt tại Hà Nội vào trưa ngày 5 tháng 5, sau đó là di chuyển về khu nhà chuyên gia trong khuôn viên của VFF, nơi lưu trú của chiến lược gia người Hàn trong suốt 2 năm hợp đồng, từ ngày 1 tháng 5 2024 đến ngày 31 tháng 3 2026.
Ngay buổi tối cùng ngày thì ông Kim sẽ tới sân Hàng Đẫy để dự khán trận thi công Viettel với Hoàng Anh Gia Lai thuộc vòng 16 của V-League 2023-2024 nhằm cảm nhận không khí bóng đá tại Việt Nam, cũng là khởi động công việc tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam nhằm hướng tới hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq vào tháng 6 tới đây. Đáng chú ý là trên sân Hàng Đẫy thì ngoài huấn luyện viên Kim Sang-sik ra còn có khách mời đặc biệt đó là ông Park Hang-seo, người từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giai đoạn 2017 đến 2023 và có cùng công ty đại diện với ông Kim. Ngày 6 tháng 5 thì VFF chính thức hợp đồng và ra mắt tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam và U23 Việt Nam. Tôi đã dành nhiều thời gian để làm việc tại cấp độ câu lạc bộ và cũng đã có một số thành tích. Tuy nhiên thì tới đây tôi sẽ làm việc cho đội tuyển Việt Nam trong vai trò là một vị huấn luyện viên trưởng. Tôi hiểu trách nhiệm lớn lao khi nhận công việc này và tôi sẽ cố gắng giữ gìn, nuôi dưỡng để tạo nên niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam và cho cả dân tộc Hàn Quốc của tôi, như là người tiền nhiệm Park Hang-seo đã làm được, ông Kim chia sẻ trước ngày nhậm chức. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi tiết lộ là có 12 trợ lý giúp việc cho huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik ở cả hai đội tuyển, bao gồm 3 người Hàn Quốc, 1 trợ lý chuyên môn, 1 huấn luyện viên phụ trách thể lực, 1 trợ lý phụ trách quản lý và 9 người Việt Nam. Do là tuyển Việt Nam không còn nhiều cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 nên chỉ tiêu thành tích trước mắt dành cho huấn luyện viên Kim Sang-sik đó là tối thiểu vượt qua vòng bảng và bán kết để cố gắng vào chung kết AFF Cup khởi tranh vào tháng 11 tới đây.